mừng các em đã đến với tiết học toán ngày hôm nay. Để mở đầu tiết học, chúng ta hãy cùng khởi động để ôn về những kiến thức cũ nhé. Các em hãy đọc cho thầy bảng đơn vị đo diện tích từ lớn đến bé. Bảng đơn vị đo diện tích từ lớn đến bé như sau: km vuông, hectomet vuông, decamet vuông, mét vuông, decimet vuông, centimet vuông và milimet vuông. Vậy các em hãy cho thầy biết hai đơn vị đo diện tích liền kề nhau hơn kém nhau bao nhiêu lần? Hai đơn vị đo diện tích liền kề nhau thì hơn kém nhau 100 lần. Các em hãy nhớ nhé. Sau khi đã cùng khởi động để ôn lại những kiến thức cũ, bây giờ chúng ta cùng đến với bài học ngày hôm nay nhé. Toán luyện tập trang 30. Chúng ta đi đến với bài thứ nhất. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông. A. 5 hecta bằng 50.000 mét vuông. À, các em thấy đơn vị hecta thì bằng hectomet vuông các em đã học. Mà hectomet vuông cách đơn vị mét vuông liền sau hai đơn vị. Mỗi đơn vị hơn kém nhau 100 lần. Vậy hecta lớn hơn mét vuông 10.000 lần. Các em thực hiện lấy 5 nhân cho 10.000 nhé. Tương tự 2 km vuông thì bằng 2 triệu mét vuông. Đơn vị km vuông so với mét vuông thì mét vuông liền kề sau 3 lần so với km vuông thì các em nhân với 1 triệu cho thầy nhé. Câu B. 400 decimet vuông thì bằng 4 mét vuông. Đơn vị decimet vuông liền sau đơn vị mét vuông, cho nên bé hơn đơn vị mét vuông 100 lần thì các em thực hiện 400 phần 100, sau đó rút gọn thành 4 mét vuông cho thầy nhé. Tương tự 1.500 decimet vuông thì bằng 15 mét vuông. 70.000 cm vuông thì bằng 7 mét vuông, vì đơn vị cm vuông liền sau hai đơn vị so với mét vuông. Bài tập thứ hai, điền lớn bé bằng. Câu đầu tiên, 2 mét vuông 9 dm vuông so sánh với 29 dm vuông. Các em có thể đổi 2 mét vuông thành 200 dm vuông, sau đó cộng với 9 dm vuông thì ta được 209 dm vuông. Do đó 2 mét vuông 9 dm vuông lớn hơn 29 dm vuông. Câu thứ hai, 790 hecta so sánh với 79 km vuông. Đơn vị km vuông liền trước đơn vị hecta nên lớn hơn 100 lần. Các em nhân với 100 được 7.900 hecta. Do đó 79 km vuông lớn hơn 790 hecta. Bài thứ 3, 8 dm vuông 5 cm vuông thì bé hơn 810 cm vuông. Các em thực hiện như câu đầu tiên nhé. Đổi 8 dm vuông ra thành cm vuông, sau đó cộng với 5 cm vuông ta được 805 cm vuông.
Câu cuối cùng, 4 cm vuông 5 mm vuông thì bằng 4 và 5/100 cm vuông. Các em có thể giữ 4 cm vuông lại ha. Và 5 mm vuông các em đổi thành 5/100 cm vuông. Do đơn vị mm vuông liền sau đơn vị cm vuông nên bé hơn 100 lần. Bài tập thứ 3 là một bài toán có lời văn. Thầy sẽ đọc đề cho các em nghe nhé. Người ta dùng gỗ để lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền mua gỗ để lát sàn cả căn phòng đó? Biết giá tiền 1m vuông gỗ sàn là 280.000 đồng. Thì ở bài tập này, các em cần tìm cho thầy căn phòng này rộng bao nhiêu. Tức là các em phải tính diện tích căn phòng hình chữ nhật này. Sau đó các em nhân với đơn giá 280.000 đồng nhé. Bài giải chúng ta thực hiện như sau. Lời giải thứ nhất, căn phòng đó rộng là. Ta lấy diện tích hình chữ nhật ha, bằng dài nhân rộng bằng 6 nhân 4 bằng 24 m². Lời giải thứ hai ta thực hiện như sau. Số tiền mua gỗ lát đủ căn phòng là. Ta lấy 1 m² gỗ sàn là 280.000 đồng. Ta nhân với diện tích căn phòng là 24 m² vừa tính được nhé. Ta được 6.720.000 đồng. Các em nhớ đáp số cho thầy nhé. 6.720.000 đồng. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy chào các em.